Hello mọi người, lại sắp đến Valentine rồi. Năm nay mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một thương hiệu sô-cô-la made in Việt Nam, The Cocoa Project sô-cô-la dành cho mọi người. Tiệm và cũng là xưởng có mặt bằng khá rộng, nằm ngay trung tâm của quận 3. Menu ở đây không phong phú và đa dạng như The Maro, nhưng được cái là giá mềm hơn khá nhiều nè. Không nói nhiều, bắt đầu bữa tiệc sô-cô-la thôi. Hạt điều phủ sô-cô-la là một món khai vị rất dễ bị nghiện đó. Lớp phủ sô-cô-la đen có vị ngọt nhẹ, là mang chút thì hơi đắng đắng phủ đều lên hạt điều giòn, mâm rất là ghiền luôn. Và quan trọng là bạn này chỉ có giá 50k thôi. Sô cô la viên thì mình kiến nghị các bạn nên dùng thử sô cô la đen kết hợp với chanh dây. Đây là một sự kết hợp vô cùng hài hòa giữa vị ngọt, vị đắng của phương Tây và một chút chua chua của phương Đông nè. Gần gũi với hương vị quê hương, mình strongly recommend các bạn thưởng thức sô cô la dìu tắt. Yêu nhất là bạn này rồi. Sô cô la trắng mềm mại, phủ bên ngoài là một lớp vụn tươi giòn giòn, bao bọc bên trong là phần sốt tắc đậm đà hương vị quê nhà. Mỗi viên này có 89k nè. Yêu thích sự thanh mát và nhẹ nhàng thì món bánh này là một lựa chọn không thể bỏ qua rồi. Mỗi một miếng mình đều có thể cảm nhận được vị chanh, vị húng quế và sô cô la trắng. Quả là một sự kết hợp thiên tài. Vẫn thích mâm mặn hơn. Đây, bánh nấm, hạt cacao và ốc chó vô cùng xuất sắc. Khác rồi, làm ly latte sô cô la trắng so happy luôn. Sô cô la trắng mượt mà kết hợp với vị sữa béo béo, thơm ngất ngay con gà tây. Dùng thử một ly sô-cô-la nóng hôm, cảm nhận vị sô-cô-la đen nồng nàn và vô cùng mê hoặc. Là fan của trà như mình thì làm sao có thể bỏ qua được món trà đào viêm bột nè. Cảm giác tươi mát và bừng tỉnh giữa một ngày trưa nắng nóng. Me like it. À mà mình cũng có dùng thử cà choco pie nữa, chỉ là không thích bằng mấy bạn kia thôi. Happy Valentine nè, gặp lại tuần tới nha.